Luka Doncic báo tin mừng cho cổ động viên Dallas Mavericks dự kiến tái xuất sớm. Dallas Mavericks đã có một thất bại và một chiến thắng trong hai trận mà Luka Doncic ngồi ngoài vì chấn thương ở vòng playoff năm nay. Trong hai trận đấu NBA playoff 2022 đầu tiên, Dallas Mavericks đã vắng ngôi sao số 1 của đội bóng là Luka Doncic vì chấn thương bắp chân. Tuy nhiên, theo ký giả uy tín Sam Charania, thông tin tích cực đã đến xoay quanh hậu vệ sinh năm 1999. Khả năng ra sân của Doncic ở game 3 hiện chưa được ấn định, nhưng anh gần như chắc chắn sẽ trở lại ở game 4. Loạt trận giữa Dallas Mavericks và Utah Jazz cập nhật trên xuất hiện sau khi Luka cho thấy sự cải thiện tốt ở hai lần thăm khám gần nhất. Hậu vệ 23 tuổi đã có một buổi tập để kiểm tra bắp chân và cho kết quả khá ổn. Ký giả của The Athletic cho biết thêm rằng đội ngũ y tế sẽ theo dõi quá trình hồi phục của Doncic trong vòng 2 đến 3 buổi tập tiếp theo, từ đó sẽ quyết định khả năng anh thi đấu trở lại cho Dallas Mavericks. Do ban huấn luyện đội bóng vẫn có ý định cầu toàn với chấn thương của Luka gặp phải, nhất là khi Dallas đã có chiến thắng tại game 2 để quân bình tỷ số series 1-1. Bên cạnh đó, việc cố gắng đưa Doncic trở lại sớm cũng có thể làm chấn thương nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến tham vọng tiến xa của Mavericks ở vòng playoff. Theo cập nhật của ESPN, tuy hôm nay toàn đội Dallas được nghỉ, Luka Doncic vẫn dành nhiều thời gian tập hồi phục ở cơ sở tập luyện cùng với các huấn luyện viên cá nhân. Anh dần hoạt động tích cực hơn với bóng, tập di chuyển và dứt điểm để vừa kiểm tra khả năng hoạt động của bắp chân, vừa lấy lại thể trạng. Luka Doncic dính chấn thương bắp chân trong trận đấu regular season cuối cùng của Dallas Mavericks, trận đấu mà anh vốn dĩ không cần và cũng không được phép ra sân. Ban đầu, đó là trận đấu mà Doncic bị trèo giò do đã phạm đủ 16 lỗi kỹ thuật trong một mùa giải. Nhưng sau khi xem xét lại, NBA rút lỗi kỹ thuật thứ 16 và Luka không bị cấm nữa. Mặc dù vậy, Dallas không còn nhiều mục tiêu để chiến đấu vì đã chốt được thứ hạng và việc Doncic phải ra sân là điều làm các cổ động viên cảm thấy rất khó hiểu và phản đối quyết định của ban huấn luyện. Kịch bản tệ hại đã xảy ra khi hậu vệ All-Star dính chấn thương và vắng hai trận đầu của vòng playoff. Rất may, đây chỉ là một chấn thương nhẹ. Trước đó, có rất nhiều lo ngại nằm ở bắp chân bị căng của Luka. Đây là một chấn thương phức tạp và khó đoán về khả năng hồi phục. Rudy Gobert từng dính chấn thương tương tự với Doncic ở mùa giải năm nay và đã phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của Dallas Mavericks không ai khác là Luka Doncic, chủ nhân của trung bình 28,4 điểm cùng 9,1 rebound và 8,7 assist mỗi trận. Nếu hậu vệ sinh năm 1999 vắng mặt, Mavericks sẽ tăng số phút thi đấu của PG thứ hai là Jalen Brunson cũng như tay ghi điểm Spencer Dinwiddie. Đương nhiên, không ai có thể khỏa lấp được lỗ hổng mà Doncic để lại. Nhưng kết quả 1-1 tại series playoff cho đến thời điểm này là hoàn toàn có thể chấp nhận được.